Ok, hello, xin chào anh em nha. Rồi, thì ngày hôm nay mình bận quá anh em ạ. Thật sự là mình nhà kiểu mình có việc ấy. Nên là hôm nay bắt đầu mới update video cho anh em được. Thực ra là chiều hôm qua là cũng đã công việc cũng đã hòm xong xuôi hết rồi. Đó, định lên cho anh em cái mới, nhưng mà tối hôm qua thì thấy cái trang chủ của cái Delta này họ update cái bản mới, nên sáng nay vội vội vàng vàng lên video update cho anh em luôn. Bản ngày hôm nay là bản V71 nhá. Ở video trước có nhiều ông cứ bảo tôi là anh test ở thử trên trên điện thoại đi. Ok, hôm nay đây, test trực tiếp trên điện thoại cho anh em xem nhá. Bản với cái bản V71 ngày hôm nay thì các bạn có thể nhìn thấy. Đầu tiên Delta họ vẫn đang rất là ưu ái cho chúng ta bằng việc là update cho chúng ta. Thứ nhất là cái phiên bản Delta mới no key hoàn toàn. Cài một phát đăng nhập đến đây là có thể dán script menu. Cái thứ hai là Delta bây giờ nó chạy chung cái bộ mã nguồn với cả Assert X rồi, nên là các bạn có thể thoải con gà mái dán các script menu vào mà không sợ vấn đề là bị kén menu, tức là lỗi nhá, từ menu không chạy được ở trên clean. Thì với cái Delta ngày hôm nay đã có thể chạy được hoàn toàn. Và cái thứ ba điểm đáng nâng cấp nữa của cái Delta ngày hôm nay mà các bạn nên gọi là tải về và trải nghiệm, đó chính là fix văng cho điện thoại cực kỳ là tốt. Cái thứ hai, fix cái lỗi khi các bạn login mãi nó không vào được game, thì ngày hôm nay với cái bản này đã fix cho anh em hoàn toàn đây. Bằng chứng là việc mình đã login và hoàn toàn và chơi rất ok. Và cái cuối cùng của cái bản update ngày hôm nay, được chưa, theo như nhà cái sản xuất ra cái Delta công bố, đó chính là cái tình trạng khi anh em chạy script menu chạy xong cái nó bị văng game luôn, được chưa, hoặc là nó không tương thích trên một số dòng máy, thì với bản Delta này đã hoàn toàn fix cho chúng ta. Bằng chứng là đây anh em phải nhìn thấy, được chưa, rất là mượt cho các bạn với bản này luôn á. Đây anh em phải nhìn thấy này, mình có thể tung chiêu này, các chiêu thức các thứ ra hoàn toàn bình thường luôn. Mà trong khi đó cái phần đồ họa setting của mình đang để là ở mức chế độ tự động, được chưa. Còn nếu mà các bạn thích chỉnh nữa, anh em phải thủ công anh cho về mức 1 nữa thì nó còn mượt nữa này anh em ơi, các bạn thấy chưa. Ok, đó rất đáng để các bạn nâng cấp. Và cái quan trọng nhất của nó theo mình trong những cái mình vừa liệt kê đó chính là no key đấy, rất đang ưu ái cho chúng ta anh em nhé. Bạn nào chưa dùng và đã đang dùng cái phiên bản V70, 68, 69 hoặc nói chung những bản cũ, nên nâng cấp lên cho mình phiên bản Delta X ngày hôm nay. Quá tuyệt vời nhá. Đây mình sẽ cách dùng thì quá quen thuộc rồi đúng không? Mình bấm vào đây. Sau đó dán script menu bất kỳ, anh em có thể chọn được phiên bản các bạn thích, nhưng mình sẽ dùng bản này nhá. Đây mình sẽ dùng bản này. Sau khi dán là xong, anh em chỉ cần bấm Execute và xem chúng ta xem cái tốc độ load rồi. Wow. Wow. 3 giây. Sau khi mình bấm Execute để chạy script đúng 3 giây là script đã hiển thị lên rồi. Vậy thì cái tốc độ chạy menu của nó cực kỳ là nhanh, được chưa. Còn cái bản Redhook này thì có mình đã cùng chia sẻ trên kênh YouTube mình đôi ba lần rồi, anh em nào chưa dùng thì nên tải về trải nghiệm thử nhé. Bản này được mình có thể nói như là một cái phiên bản trả phí luôn, tại vì nó có rất rất nhiều các tính năng, và thậm chí là full tính năng ở đây này, tự động tìm trái này, đi đây cho anh em, đi đây đúng một trạm nha anh em, được chưa, chọn chip mua chip sau đó đi đây nó làm hết tất cả các việc cho anh em. Lại có cả mưa trái ác quỷ hiệu ứng này, định vị hoa, định vị đảo, định vị dương các thứ, AM boss skin các thứ đầy đủ hết cho anh em luôn nhá. Đây brain fruit, bấm vào cái thì tự động sau khi bạn bấm xong ấy thì cái này nó sẽ gọi là như nào nhỉ, nó sẽ có những cái mưa trái ác quỷ nó rơi xuống cho các bạn. Đó, đầy đủ hết cho anh em nhá, không phải thiếu bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Đây anh em phải nhìn thấy này, đây các bạn này nhìn thấy, úi này, nhặt được trái su này, trái linh hồn này, đấy, đây tiếp theo ui có cả trái báo này, bấm này, trái leo pát này, anh em nhìn thấy không. Đây các bạn có thể bấm vào đó, anh em chọn ăn hay không ăn và bỏ qua. Đó, thực ra cái này thì nó là hiệu ứng thôi. Đó, anh em có thể trải nghiệm thử với cả cảm giác phun mưa trái ác quỷ luôn, trái rồng trái trước này, trái rồng này, anh em nhìn thấy không? Hồi ôi, quá là đỉnh. Và ngoài ra thì cái Redhook này thì mình cũng đã giới thiệu nhiều rồi. Đấy, đi đây teleport bay si bay đảo này, được chưa? Áp tập V4 này, tìm si bit này, mua thuyền này, treo đảo, được chưa? Tìm đảo thần bí, Paranya, Sackfit Crew, các thứ có hết cho anh em farm tìm kiếm nguyên vật liệu. Còn mấy cái như là lấy cái lưỡi hái, lấy cái cây đàn hoặc lấy cái song kiếm thì trong cái này nó là full phùn phụt hết luôn cho các bạn rồi. Anh em có thể trải nghiệm thử anh em nhé. Chủ yếu hôm nay là mình update cho anh em phiên bản Delta X 71 mới và fix các tính năng, các cái lỗi cũ của anh em như ở đầu video mình đã nói. Và nhắc lại này, link tải đến phần bình luận video này cho anh em có thể tải về nhá.